Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Con trai riêng bà Phương Hằng gửi đơn tố cáo ông Dũng Lò Vôi Theo AFA Tiếng Việt đưa tin ngày 30 tháng 5 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng còn gọi là ông Dũng Lò Vôi của con trai riêng bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền trong đơn tố cáo, người bị hại là ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác ông Dũng có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, trong đơn, ông Tuấn cũng đưa ra nhiều dẫn chứng cho thấy ông Dũng đã thúc giục, ủng hộ tinh thần cho bà Phương Hằng thực hiện hành vi sai phạm. Hình ảnh báo AFA đưa tin. Theo báo Dân Trí, bà Phương Hằng cùng với đồng phạm đã bị chính quyền buộc tội lợi dụng 12 kênh mạng xã hội livestream để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nhiều cá nhân. Để cải thiện uy tín và độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Phương Hằng đã mời ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật và giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào những buổi livestream. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân đã cùng tương tác và góp phần cổ vũ tinh thần, góp thêm ý chí cho bà. Sau hơn một năm điều tra, vụ án này đến nay vẫn còn đang được tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Con trai của bà Phương Hằng, ông Nguyễn Quang Tuấn đã chia sẻ với truyền thông nhà nước rằng dù vụ án này trải qua nhiều kết luận điều tra, nhưng ông Dũng vẫn chưa bị điều tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì hành vi của mình. Theo AFA, ông Nguyễn Quang Tuấn còn đề nghị các cơ quan pháp luật Việt Nam ra lệnh phong tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Huỳnh Uy Dũng, để bảo đảm quá trình điều tra xử lý vụ việc, ông Nguyễn Quang Tuấn hồi tháng 4 vừa qua đã khiếu nại với cơ quan chức năng về việc bản thân ông không được trại giam cho phép gặp bà Hằng tại nơi giam giữ, trong khi đó ông Huỳnh Uy Dũng thì lại được. Biện pháp này bị cho là gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của anh em ông Nguyễn Quang Tuấn. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay. Nhà chức trách xác định hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của ích tổ chức cá nhân. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 nhưng sau đó tòa án thành phố Hồ Chí Minh lại thông báo hoãn. Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng lúc bị bắt. Trước đó, ông Sĩ Hồng Nam, phó chánh văn phòng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin trên tờ VTC News trong ngày 18 tháng 5 rằng nguyên nhân dời ngày xét xử của bà Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam Bình Dương, vì thời gian dự kiến xét xử trùng với kế hoạch xét xử của nhiều vụ án đã lên lịch trước đó. Đồng thời, vụ án của bà Hằng có nhiều luật sư tham gia bào chữa nhưng chưa tiếp cận được hồ sơ. Vào ngày 24 tháng 5, truyền thông nhà nước loan tin, bà Hằng từ chối 8 luật sư do người thân của bà mời tham gia bào chữa cho bà tại tòa. Chỉ còn một luật sư được bà Hằng đồng ý đó là Hồ Nguyên Lễ. Đơn từ chối luật sư của bà Hằng được gửi từ trại giam Chí Hòa ngày 17 tháng 5. Sau khi xem xét, tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo cho các luật sư biết về phiên tòa sắp tới. Được biết, các luật sư này đều do người thân của bà mời. Theo khoảng 2 điều 331 Bộ luật hình sự hiện hành quy định khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù đối với tội này. Năm ngoái, 7 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và 79 trí thức đồng soạn thảo một kiến nghị yêu cầu bãi bỏ 3 điều luật trong Bộ Luật Hình sự năm 2015, trong đó có điều 331 vì cho rằng nó quá mơ hồ và kết tội bừa bãi người dân. Điều 331 là điều khoản mà nhà nước Cộng sản thường sử dụng để đàn áp người bất đồng chính kiến. Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng là vụ đầu tiên mà điều khoản này được áp dụng trong một vụ án dân sự Điều này cho thấy nhà cầm quyền đang ngày càng mở rộng phạm vi hình sự hóa các mối quan hệ dân sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Con trai riêng bà Phương Hằng gửi tố cáo ông Dũng Lò Voi Trí tuệ Việt cứ phải mượn nhờ xứ khác để bay cao Ngày 29 tháng 5 trên blog của nhạc sĩ Tuấn Khanh có bài Trí tuệ Việt sao cứ phải xa nhà mới có thể bay cao theo nhạc sĩ, nếu tính cả tác giả Dương Thu Hương, diễn viên Quang Kế Huy, thì mùa hè năm 2023 có vẻ là giai đoạn thật sự bội thu, mang lại sự hãnh diện cho người Việt Nam. Qua những giải thưởng nghệ thuật quốc tế, ngày 27 tháng 5, tất cả các tin tức trên báo chí và hãng tin lớn của thế giới đều sướng tên hai người Việt Nam đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất và đạo diễn Phạm Thiên Ân từ Việt Nam được tặng giải ống kính vàng dành cho phim đầu tay hay nhất, hình ảnh bài trên blog của nhạc sĩ Tuấn Thành. Nhạc sĩ cho biết đạo diễn Trần Anh Hùng, người lừng danh từ nhiều thập niên trước và được giới điện ảnh châu Âu đánh giá là một tài năng độc đáo, khởi đầu với bộ phim Mùi đu đủ xanh. Giải thưởng năm nay của Trần Anh Hùng tại liên hoan phim Cannes, chuyển thể từ tiểu thuyết Cuộc sống và đam mê của Dodin Bofent nói về nghệ thuật ẩm thực Pháp. Còn đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân đoạt giải thưởng ống kính vàng với bộ phim Bên trong vỏ kén vàng, một bộ phim tâm lý và giả tưởng. Đạo diễn Phạm Thiên Ân sinh năm 1989, định cư tại Hoa Kỳ vào năm 2015. Phim này anh lấy bối cảnh Việt Nam để thực hiện. Nhạc sĩ nhận xét câu chuyện của người Việt bước ra thế giới và thành danh dường như đều có chung những điều khó nói trên báo chí trong nước quan kế huy khi được truyền thông việt nam rầm rộ đưa tin nhấn mạnh là gốc việt thì không thể thuyết minh được hành trình của ông có mặt tại hoa kỳ tác phẩm chốn vắng của dương thu hương thì tất cả các nhà báo trong nước được lệnh không được đề cập đến với phạm thiên ân thì có vẻ nhẹ nhàng và không vấn đề tuy nhiên không biết được phạm thiên ân rồi sẽ có thêm những tác phẩm nào có thể bị nhìn ngó bằng con mắt khác Nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết, đạo diễn Trần Anh Hùng sinh năm 1966 cũng từng bị báo chí trong nước dường như có tổ chức mở những cuộc tấn công dữ dội vào tác phẩm Xích lô của ông, bởi cũng bị nhìn ngó bằng những con mắt khác. Thậm chí đạo diễn Trần Anh Hùng còn bị cấm về nước trong nhiều năm. Trong khi đó, tác phẩm Xích lô đã nhận giải thưởng sư tử vàng ở Liên hoan phim Venice lần thứ 52 ở Ý vào tháng 9 năm 1995 hình ảnh đạo diễn trần anh hùng bên phải và đạo diễn phạm thiên ân bên trái nhạc sĩ kể lại câu chuyện khôi hài của việc kiểm duyệt phim ở việt nam khi một đạo diễn quay một phân đoạn những kẻ xấu ngồi đánh bạc và hút thuốc khi duyệt ở trên có ý kiến để đánh bạc như vậy là tạo hình ảnh xấu thế là những kẻ đánh bạc cho quay lại thành ngồi uống cà phê và hút thuốc nhưng tháng sau phía kiểm duyệt lại nói hiện đang có chiến dịch chống hút thuốc nên không được để hình ảnh hút thuốc trực diện. Dĩ nhiên buộc phải thay, người kiểm duyệt trực tiếp kết luận, vậy thôi biết sao giờ. Đạo diễn nhẩm tính phí tổn quay lại, xong chặt lưỡi, vậy thôi biết sao giờ. Giữa những ý kiến kiểm duyệt chập chờn mọi thứ với nghệ thuật, luôn chỉ là biết sao giờ. Nhạc sĩ cho biết, với phim Xích Lô, đạo diễn Trần Anh Hùng cũng được gợi ý để viết minh oan cho mình ông viết khi tôi làm phim xích lô tôi không hề nghĩ đến chuyện bôi nhọ đất nước của tôi tôi là một nghệ sĩ việt nam định cư ở nước ngoài và tổ quốc việt nam rất thiêng liêng đối với tôi mục đích của tôi khi làm phim này là để đưa vào điện ảnh thế giới một tác phẩm nghệ thuật do một người việt nam làm tác giả nhận xét đọc những dòng tự bạch của đạo diễn trần anh hùng và trải qua những gì đã có trên đất nước người ta chợt hiểu ra rằng kiểm duyệt ở việt nam là những ý tưởng lem luốc về chính trị và phần lớn bao gồm những gì mà người kiểm duyệt không đủ sức để hiểu nổi họ cắt cắm chận bỏ những điều mà họ không đủ trình độ để thu nạp mà mục đích là an toàn trên hết an toàn trong sự chật chội của trí tưởng tượng nông cạn và hèn nhát và nhạc sĩ chua sót nhận xét các giải thưởng đây đó bên ngoài việt nam cho người việt nam cho đến nay điểm lại thì rất nhiều cho thấy trí tuệ của người Việt như con diều luôn khao khát bay cao, bay xa. Nhưng sợi dây để dắt đưa nó bay lên chắc chắn không thể là sợi dây kiểm duyệt tù động. Rõ ràng là có những con diều Việt Nam đành cứ phải mượn nhờ những sợi dây khác dắt đưa lên cao, những sợi dây không phải ở quê hương mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Trí tuệ Việt cứ phải mượn nhờ xứ khác để bay cao quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d